Bây giờ sẽ là hai vị đội trưởng. Đầu tiên sẽ là một vị đội trưởng mà dành cả tuổi xuân của mình để tập tạ. Nickname của anh ấy là một bé sâu. Bé sâu à? Bé sâu đô. Em nghe đô là em thích nha. Sâu mà dạy sâu đô cái gì? Dạy đun dừa. Ủa anh cái đó nó múp cái đó múp lắm. Anh ấy như vậy. Ngoài ra hát hay, sáng tác giỏi. Đẹp trai không? Quan trọng đẹp trai. Hề hước. Đẹp trai. Trời. Điểm cao của nhan sắc. Wow. Xin trân trọng giới thiệu bé đuông dừa Chi Nhân. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn thấy không? Đồ đồ. Mới nãy nghe trong bên trong nói là dành cả đời để tập tạ. Có không anh? Đâu có đâu, cái này là chỉ đánh đổi thôi. Trời ơi. Cái này là hậu quả của cái Tết vừa rồi á. À vậy không lại. Vậy là mất rồi chứ không có đô. Chứ dân ngày hôm nay tôi sẽ trân trọng giới thiệu với bạn một vị đội trưởng nữa. Không hề thua kém nha. Đẹp trai luôn. Nhảy đẹp nha. Nhảy đẹp. Nhảy đẹp. Ồ. Thì đó, biết nhảy thôi chứ hát không biết nhiều hết trơn. Anh ấy có một biệt danh. Tên của anh ấy như là một cái núi lớn sừng sững. Cái gì núi? Núi là gì? Anh Cao Thái Sơn nè. Núi mà núi đá. Anh Sơn Đá hả? Dạ thưa quý vị. Xin được giới thiệu vị đội trưởng thứ hai. Đó chính là nam ca sĩ Sơn Thạch ST. Trời ơi. Thần thái quá. Hai phong cách thời trang đối lập, một người thì trẻ trung năng động. Một người mùa hè, một người mùa đông anh à. Đúng rồi. Trời Sài Gòn đang rất là nóng. Wow. Thần thái quá. Đi một bước là thấy múa giỏi rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ chị SC hôm nay đến đây thì chắc là cũng vui thôi hả? Vui thôi. Tiền thưởng cũng không quan trọng đúng không? Đây là lần thứ mấy ta? Chắc là lần thứ hai. Thứ ba rồi đó. Thứ ba rồi hả? Thôi. Có nghĩa là mùa 1, mùa 2, mùa 3 SC đều xuất hiện ở đây hết. Cho nên ba lần rồi. Hôm nay SC hy vọng rằng là mình đến đây chỉ được để hát karaoke thôi. Wow. Trời ơi. Anh Huy, sao chương trình mình không đổi khách mời anh nhỉ? Tại vì đâu khách mời bị ghiền chương trình á. Kiểu là về nhà bị ấm ức á, mấy thằng chú thua đâu có phụt. Có không, có không. Nhưng mà em muốn có một câu hỏi dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Chắc là mọi người cũng biết là tại sao ngày hôm nay em lại ăn diện một cách đẹp đẽ như vậy và em chỉnh chu trong mái tóc của mình. Mọi người thường nói là đàn ông sẽ bị thu hút bởi những cô gái thả tóc dài và xoăn. Thì không biết là hai anh ở đây có ai còn độc thân không nhỉ? Mọi người đừng có tỏ cái thái độ như vậy, em cảm giác là từ chối em á. Anh không biết nữa. Sao vậy anh? Anh không biết Chi Dân như thế nào. Anh cũng không biết luôn. Mọi người có cái thái độ ve lui lại là sao vậy? Đàn ông đẹp và tài giỏi trên thế giới đã hiếm rồi mà lại còn ấy nhau nữa thì thôi hay là mình đi vô đi ha. Bàn tới vấn đề đó chi trời. Nhưng mà thật ra là Ngô Kiến Huy giờ này cũng độc thân đúng không? Mà Sam cũng đang mặc bộ đồ đỏ, tại sao chúng ta không đến với nhau như Huy nhỉ? Không hề. Chị em ơi. Nào, chúng ta đừng khai thác sâu vấn đề này nữa mọi người ơi. Hãy mời hai đứa giữ về vị trí đi nào. Các bạn. Bên gái tôi ngoài đà thả thính đại trà ra còn khả năng hát rất hay nữa. Các bạn muốn đại trà. Các bạn muốn nghe giọng hát của em gái tôi không? Chị Dân, nhạc sĩ. Em hát đi. Trời ơi. Chủ nhân của mười mấy bài hit đó. Trời ơi, có khi nào mà em hát xong bài của chị Dân các em hit luôn không? Đúng rồi. Bài hit hiện đại của em đi. Cái bài em hát ngàn lần rồi đó. Đúng không? Một đoạn rồi. Ok, một đoạn rồi. 2, 3. Sung quá. Không, cái này là kiểu hát chứ không phải là múa. Em mà dù tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Anh. Tuyệt vời. Quay mặt đi luôn. Với cái giọng hát này thì anh nghĩ anh sẽ viết một bài rap để cho em đọc. Thì sẽ ok hơn. Gần đây anh có đang tìm hiểu về rap nữa. Để có gì anh sẽ viết một bài rap cho em. Ôi, giọng em là phù hợp với cái hạt rác. Cho em cái động trạng ú ú ú em á. Anh nghe rất là âm trì luôn á.
Nghe giống như tháng 7 tới vậy. Alo, anh hát lại mới kỳ á anh. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hồ Thanh Phong. Hiện em đang là một vận động viên kiện tướng taekwondo quốc gia, quốc tế. Hả? Wow. Hết dám giao lưu luôn. Không dám hỏi luôn á. Em đến đây để gặp hai anh, gặp hai anh. Và tất cả mọi người ở đây. À, nghe rồi đó. Tôi gặp hai anh. Hai anh liệu mà làm. Dạ, giọng nhạc của em theo đuổi là nó hơi đen một tí. Đen là sao? Cho em hát một tí nha. Ok. Dạ. Ôi cô nàng, ôi cô nàng dễ thương. Nếu yêu anh em hãy yêu thật nhiều. Vì anh đây là thể thao. Vì thế yêu anh em phải lo thật nhiều. Lo ăn tiền ăn thêm lo luôn phần. Lo luôn phần anh chứng thương. Cái này là dance rồi đó. Cái này dòng nhạc dance rồi đó. Dance hả? Hoang mình bàn lại đi. Ca này căng nè. Sao hoang mang quá. Là một kiện tướng taekwondo mà mê nhạc bolero. Dòng nhạc bolero là bạn ấy định nghĩa đó là nhạc dance. Bây giờ mình khuyên em, bạn ấy hát cây bóp là qua cải lương luôn á. Mà đừng chập dụng ở đó. Nếu không đáng... có mắt tụi mình cũng đen đó. Tôi cảm thấy đáng sợ quá nè. Tôi sợ luôn á. Em ơi, chúng tôi chỉ không tin là với cái ngoại hình như vậy mà em có thể là kiện tướng taekwondo được. Em thể múa dài đường cho tôi coi được không? Đó, đúng rồi. Hi. Wow. Bây giờ là lúc hai đội trưởng sẽ nhấn nút chọn bạn. Có ai chọn thành viên này không ạ? Để coi coi tâm nguyện của bạn gì bên nào. Quan trọng là hai anh có thích em để chọn em về đội của hai anh hay không? Anh có thích em không nha? Thích em không nha? Mà cái giọng rất là nhấn mạnh nha. Quan trọng là hai anh có thích hay không nha. Dạ đúng rồi. Hai anh liệu? Tôi nghĩ là hai mình nên chọn đi. 2, 3. Wow, em cảm thấy thật là hạnh phúc nha. Dạ. Anh không biết nhiều dòng nhạc bolero. Thì nếu em về đội anh thì sẽ là một điểm xuyến cho anh thêm những cái dòng nhạc mới. Còn anh thì anh biết về nhiều về dòng nhạc trẻ. Bolero anh cũng biết chút chút. Anh có biết đen giống em không? Nhạc đen hồi nãy á. Không. Dạ. Nhưng mà không quyết định là chọn ai ạ? Dạ vậy thôi. Tại vì em á thì em vẫn thích anh chị Dương. Nhưng em chọn anh ST. Wow. What? Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Bi ơi đừng sợ, em hãy về đội của anh Chi Dân đi. Dạ. Bây giờ là anh nhường em luôn hả anh? Ừ, tại tụi em sẽ hợp một cái phong cách kiểu bụi bặm. Phong cách cá tính. Bạn ấy chưa được chọn đâu mà bạn ấy đã nhường này. Nhưng mà tôi chọn đó. Chọn không? Chọn. Tôi cũng chọn luôn. Bimax, hai vị đội trưởng chọn bạn và bạn sẽ được một quyền. Đó chính là chọn là vị đội trưởng bạn muốn, hoặc là bạn có thể đưa ra cho họ một thử thách mà bạn, bất kỳ thử thách nào cũng được. Dạ vâng ạ, à. Em xin đưa một cái thử thách, em nghĩ là nó cũng sẽ không làm khó hai anh lắm đâu. Tại vì em cũng biết anh ST là một dancer và anh Chi Dân cũng là một người nhảy rất đẹp. Thì em chắc là thử thách sẽ là hai anh nhảy cho em một điệu của Michael Jackson. Và ai mà khiến cho mọi người vỗ tay thật nhiều thì em sẽ về. Ồ. Vô ghé đi. Thần thái lên. Đó. Đó. Ê,
cái vừa rồi mới là nhảy nè. Còn của tôi là đang làm cái gì tôi không biết nữa. Không, mà nhìn hai nhảy của hai đội trưởng rất là thú vị. Hai màu sắc khác nhau, bạn Bimax sẽ chọn ai ạ? Dạ hai anh đều nhảy rất là cháy à. Nhưng mà em sẽ chọn anh Chi Dân, tại vì anh Chi Dân nghĩ dài hơn. Ờ, đúng rồi. Kiểu đúng không? Tôi chọn em. Đâu, quay tôi, lại á, quay tôi lại. Tôi chọn nè. Một giọng hát hết sức là ngọt ngào và sâu lắng luôn. Rớt nước mắt nữa. Anh khóc hoài vậy. Hãy giới thiệu bản thân ạ, xin mời. Lần đầu tiên thì cho em xin chào hai MC xinh đẹp, hai đội trưởng và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ạ. Trời ơi, bé nhà ai mà khéo ăn khéo nói. Thật sự là bé biết nhận xét. Chỉ duy nhất bé khen mình đẹp thôi. Chưa bao giờ khen mình anh đẹp. Anh Ngô Kiến Huy em chưa giới thiệu xong. Thì nói em nói tiếp đi em ơi. Em là Tuệ Phương của nhóm nhạc PM Band. Xin giới thiệu qua về sở trường của em là tuồng, chèo, cải lương, rap là em không biết. Chủ yếu là nhạc nhạc trẻ và bolero hay nhạc đỏ quê hương đất nước thì có biết một chút. À, tức là bạn ấy biết nhạc xanh đỏ vàng, không biết tuồng chèo rap nha. Em biết tất cả các bài trừ bài Giả Vờ Yêu. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Nè, hình như là vừa rồi là một cái chiến thuật gọi là vừa đấm vừa xoa. Khen mình trẻ trung xinh đẹp. Đẹp cho đã. Thằng nhỏ vừa ngóc đầu lên mặt hớn hở đạp bẹp bẹp xuống. Nói gì nữa bây giờ? Thái độ quá rồi. Em muốn nghe hai ý kiến của hai đội trưởng đúng không ạ? Không quan tâm anh luôn. Bé nói rồi chọn bé đi. Để anh hỏi chặt tôi nữa. Đây để tôi nói. À, thật ra là đội của anh á thì đang cần có những cái người mà lịch lãm này, bên kia kiểu rất là cá tính á. Anh nghĩ là một người lịch lãm, lịch thiệp và xinh đẹp như em thì sẽ rất là phù hợp với đội của anh. Ý là nói là Chi Dân là bụi đời giác ngộ hả? Không, tôi là cá tính á. Anh cũng cần một người cá tính, thêm một người cá tính nữa, cho nên là anh sẽ chọn em. Nhưng mà đèn của anh là đèn xanh cho nên là em sẽ được. Còn đèn của anh Ti là đèn đỏ, đèn đó là đèn cấm đó, cho nên là em sẽ không nâng qua bên đó. Anh ở đây đã là 3 mùa rồi và anh đều đứng ở vị trí này, đây là cái phong thủy của anh á, và chưa có mùa nào anh thất bại hết. Nhưng mà em nên suy nghĩ, anh ST nhảy rất đẹp nhưng mà đôi khi kiến thức về âm nhạc của anh không được nhiều như một nhạc sĩ như anh. Nhưng mà anh hỏi em nè, em có thích hát không? Em đến đây em có thích hát không? Chẳng lẽ tôi ở đây thích nhảy cha? Chưa, để người ta trả lời. Em có thích hát không? Tất nhiên rồi ạ. Thì đó, em vào một cái đội mà người ta nhảy không thì em sẽ được hát nhiều. Thôi bây giờ em chọn đi. Đúng thôi là tình cảm của bạn bè chúng ta xích mích. Mặc dù là rất là cảm ơn anh Chi Dân đã nhận ra cái bài đầu tiên của em là bài Cần Lắm Đấy. Và hôm nay thì em cùng màu với cả anh ST. Đây là... đây là... em chọn về đội anh Chi Dân. Xin mời. Được biết ST và Chi Dân là một đôi bạn thân. Và các bạn còn có thân với lại một người bạn nữa khác giới. Đây là một người bạn khá thân với lại đây là nhóm bộ ba các bạn. Cô ấy cũng là một trong những ngọc nữ của làng điện ảnh Việt Nam. À, Tăng Thanh Hà. Diệu Nhi. Mà hai bạn đều thân lại cô gái này nha. Ủa thân cái kiểu gì mà đón ngoài không ra trời. Kệ đi cho họ đón họ sẽ biết. Câu hỏi như thế này. Các bạn hãy trả lời cho chúng tôi biết cung hoàng đạo của người bạn đó là gì. 10 giây bấm chuông. Bắt đầu. Xin mời ST ạ. Tôi sẽ trả lời là người bạn của tôi sinh ngày
tươi nấu bạch tuẹt ra luôn là Ninh Dương Lan Ngọc đó. Mệt. Ninh Dương Lan Ngọc. Cung gì? Ok ok. Ngày 4 tháng 4. Cung gì? À, cung thì không có rõ lắm nhưng mà chắc là Bạch Dương quá. Bạch Dương đáp án chính xác. Chúc mừng Ashley. Bây giờ thì SD là người đã chiến thắng ở câu hỏi này. Vì thế bạn sẽ được quyền chọn thành viên của đội Chi Dân để thách đấu với mình. Chọn người giỏi để mình loại trước. Bây giờ tôi vẫn còn ghim lắm. Ghim cái cô gái đó lắm. Cho nên là hãy cô gái hãy mời bước ra đây. Đó, chờ đi Phương. Rồi đội trưởng, Chi Dân về vị trí. Khoan xí, tôi mời cô gái này bước ra đây để nắm tay Chi Dân bước về. Tôi mời Bi ra đây. Cái gì kỳ vậy? SD hay kiểu tâm lý ngược quá ha. Hồi nãy bạn cũng nói vậy tôi đó. Con kêu là em rất là hợp với SC nhưng mà em chọn đội Chi Dân.